Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh Tin Tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Giao tranh ác liệt, Nga và Ukraine điều tiếp viện tới chảo lửa Dobutin. Đức thất vọng khi thương mại quốc tế của Nga tăng mạnh bất chấp lệnh trừng phạt. Phương Tây dễ dãi với Nga để cứu vãn G20. Giao tranh ác liệt, Nga và Ukraine điều tiếp viện tới chảo lửa Dobutin. Trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt ở Dobutin, vùng Zaporizhia, cả Nga và Ukraine đều buộc phải điều động lực lượng dự bị và đưa tới mặt trận này. Kể từ giữa tháng 8, làng Dobutin ở Zaporizhia trở thành nơi xảy ra các trận chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Đối với Ukraine, Dobutin được xem là mặt trận quan trọng trong cuộc phản công của Kiev. Cuối tháng 8, truyền thông Ukraine dẫn lời Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng Kiev thiết lập toàn quyền kiểm soát ngôi làng này. Trong chuyến thăm Pháp, Ngoại trưởng Ukraine Kubela đã đề cập đến cuộc chiến giành lại khu vực có tầm quan trọng chiến lược này và khẳng định việc thiết lập quyền kiểm soát hai bên sườn Dobutin sẽ mở đường cho quân đội Ukraine tiến tới Melitopol và biên giới của Crimea. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận các báo cáo về việc mất Dobutin, đồng thời nhấn mạnh các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Sự khốc liệt của trận chiến đã buộc cả hai bên phải điều động các đơn vị không quân tinh nhuệ tới Dobutin như lữ đoàn 82 của lực lượng vũ trang Ukraine và sư đoàn 76 của lực lượng vũ trang Nga. Ngôi làng hiện nằm trong vùng xám với các lực lượng Nga bố trí ở khu vực phía nam và lực lượng Ukraine ở khu vực phía bắc. Tầm quan trọng của Dobutin. Dobutin nằm ở tỉnh Zaporizhia giữa thành phố Odekhov do Ukraine kiểm soát và Tomak do Nga kiểm soát. Dobutin cách Odekhov 12 km, nơi đóng vai trò là căn cứ cho lực lượng của Kiev. Mùa xuân năm 2022, lực lượng Ukraine đã ổn định được mặt trận này và bắt đầu tích lũy được lực lượng cho cuộc phản công vào tháng 6 năm nay. Thành phố Tomak hiện là nơi đặt căn cứ của quân đội Nga, cách Dobutin 22 km. Khoảng cách này dù ngắn nhưng rất phức tạp để bao quát đối với bất kỳ bên nào. Hai tuyến phòng thủ, bãi mìn, các trận địa pháo binh được chuẩn bị sẵn và các phương tiện bảo vệ khác tách Tomak khỏi khu vực chiến đấu hiện tại. Hơn nữa, Tomak đã trở thành một pháo đài có khả năng đảm bảo an ninh toàn diện nếu đối phương có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ khác. Dobutin là khu định cư đầu tiên nằm trên hướng tấn công theo kế hoạch của Ukraine vào Tomak và nhằm tước quyền phòng thủ đầu tiên của Nga. Về mặt lý thuyết, nếu quân Ukraine hành động thành công hơn, họ có thể đã nhanh chóng chiếm được Dobutin. Còn quân Nga sẽ phải tập trung bảo vệ tuyến phòng thủ đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine đã bị mắc kẹt trong khu vực này và Kiev thậm chí còn cố gắng chuyển nỗ lực chính sang khu vực ngã ba của vùng Zaporizhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Dobutin trở thành nơi diễn ra các trận chiến kéo dài mà cả hai bên đều chịu thương vong, còn Kiev mất rất nhiều trang bị của phương Tây. Giao tranh ác liệt, hai bên điều quân tăng viện. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ngày 5 tháng 9, Ukraine đã mất khoảng 66.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu phản công hồi tháng 6. Chỉ trong một ngày, 170 người đã thiệt mạng gần Dobutin. Thương vong đang tăng lên từng ngày. Theo báo cáo từ Moscow ngày 7 tháng 9, chỉ trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã đẩy lùi 14 nỗ lực đột phá của lực lượng Ukraine ở Dobutin, khiến Kiev mất 110 binh sĩ. Ukraine cũng đã mất nhiều phương tiện do phương Tây cung cấp tại chảo lửa này. Theo cộng đồng của tình báo nguồn mở, Ukraine đã mất 9 xe tăng Leopard 2 của Đức, 38 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ và 4 xe chiến đấu bọc thép Stryker. Mới nhất trong danh sách này là Challenger 2 do Anh sản xuất, một trong những xe tăng hiện đại nhất thế giới. Chiếc xe tăng Anh được cho là trúng tên lửa chống tăng dẫn đường Konev của Nga phát nổ dưới tháp pháo. Khi cuộc giao tranh ở Dobutin kéo dài, cả hai bên đều buộc phải điều động lực lượng dự bị và khẩn cấp đưa họ vào trận. Ukraine ban đầu chỉ triển khai một số lữ đoàn, nhưng sau đó đã lần lượt đưa các lữ đoàn cơ giới 116, 117 và 118 tới khu vực này. Đến giữa tháng 8, Kiev đã phải sử dụng át chủ bài là lữ đoàn xung kích đường không số 82. Ban đầu, lữ đoàn này được cho là chỉ tham chiến sau khi vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Trong khi đó, Nga đã chuyển sư đoàn tấn công đường không số 7 và 76 sang Dobutin để giải vây, giúp cho sư đoàn súng trường cơ giới số 42 đã chiến đấu tại đây trước đó. Các đơn vị này hiện là xương trong tuyến phòng thủ của Nga. Nga hay Ukraine đang kiểm soát Dobutin? Phần lớn Dobutin nằm trong vùng xám. Quân đội Ukraine được bố trí ở vùng ngoại ô phía bắc và đông bắc ngôi làng. Trong khi đó, lực lượng chủ lực của Nga đang bố trí ở phía tây và phía nam ngôi làng, duy
trì quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía Nam. Cả hai bên đều nỗ lực đẩy đối phương ra khỏi ngôi làng. Ukraine có ý định kiểm soát toàn bộ khu vực này và sử dụng Robotin làm bàn đạp cho một cuộc tấn công theo hướng Nam. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động ở khu vực trung tâm ngôi làng để ngăn chặn lực lượng Ukraine đóng chốt ở đó rồi rút về các điểm cao. Đức thất vọng khi thương mại quốc tế của Nga tăng mạnh bất chấp lệnh trừng phạt. Những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga chưa cho thấy hiệu quả như phương Tây mong đợi. Nga đang tăng cường hợp tác kinh tế với nhiều quốc gia khác và điều này khiến các nhà phân tích người Đức cảm thấy ngạc nhiên. Những lệnh trừng phạt của phương Tây không ngăn cản Moscow tích cực tham gia vào thương mại quốc tế. Hiện tại, lượng hàng dỡ xuống các cảng ở Petersburg trong tháng cuối mùa hè gần như bằng so với chỉ số trước khi bắt đầu nổ ra chiến sự tại Ukraine. Các chuyên gia kinh tế Đức không hoàn toàn rõ ràng về việc các tàu container chở đầy hàng hóa đến từ đâu, nhưng hoạt động bốc dỡ tại các cảng của Nga đang khá nhộn nhịp. Giới phân tích phương Tây cũng không loại trừ khả năng kim ngạch thương mại của Nga với một số khu vực khác trên thế giới sẽ tăng thêm. Cùng với đó, Liên bang Nga đang tăng cường thương mại với các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, bất chấp lệnh trừng phạt từ châu Âu và Hoa Kỳ. Kết luận này có thể được rút ra sau cuộc gặp của Thủ tướng với người đứng đầu cơ quan hải quan liên bang Davidov vào cuối tháng 7. Người đứng đầu chính phủ lưu ý rằng Liên bang Nga sẽ định hướng lại một cách triệt để các luồng thương mại và hậu cần sang những quốc gia phía Nam cũng như phía Đông. Trong khi đó, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 40,6% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế trên đã giúp Nga tạm quên những nước phương Tây đã tham gia các biện pháp trừng phạt nhằm vào họ và đóng băng những luồng thương mại cũ. Phương Tây dễ dãi với Nga để cứu vãn G20. Các nước thành viên G20 đang vấp phải một loạt chỉ trích về việc không lên án vai trò của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali năm ngoái đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh rằng nó đang gây đau khổ lớn cho con người và làm trầm trọng thêm sự mong manh sẵn có trong nền kinh tế toàn cầu. Tuyên bố chung mới nhất ở New Delhi, Ấn Độ khẳng định lo ngại về xung đột tại Ukraine, song không chỉ trích Nga. Văn bản này kêu gọi mọi quốc gia hành xử phù hợp với mục tiêu và nguyên tắc trong toàn văn hiến chương Liên Hợp Quốc, phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để giành lãnh thổ, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền độc lập chính trị của quốc gia khác. Tuyên bố chung cũng thừa nhận vấn đề Ukraine vẫn tồn đọng những quan điểm và đánh giá khác nhau giữa các thành viên G20, song đều đồng thuận lập trường phản đối chiến tranh. Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Nikolenko cho rằng quyết định của G20 không có gì đáng tự hào khi không nêu đích danh Nga trong tuyên bố chung. Domanko, người sáng lập và giám đốc của nhóm thân Ukraine, gọi thông báo cáo này là yếu đuối và khi thậm chí không chỉ trích trực tiếp Nga hay các vi phạm của các nước này tại Ukraine. Trong khi đó, Nga nhận định tuyên bố chung của G20 phản ánh cân bằng mọi khía cạnh sau khi văn bản này thừa nhận vấn đề Ukraine tồn đọng những quan điểm và đánh giá khác nhau. Tất cả thành viên G20 đã thống nhất hành động chung vì lợi ích hòa bình, an ninh và giải quyết xung đột trên toàn thế giới. Mọi thứ đã được phản ánh cân bằng, đại diện của Nga tại thượng đỉnh G20 của Nga cho biết. Theo bà Lucas, sự kiện tại Ấn Độ năm nay là một trong những hội nghị thượng đỉnh G20 khó khăn nhất trong lịch sử gần 20 năm, khi phải mất gần 20 ngày để đạt đồng thuận về tuyên bố chung trước hội nghị và 5 ngày tại sự kiện. Điều này phản ánh không chỉ một số bất đồng về vấn đề Ukraine, mà còn do các khác biệt về quan điểm trong tất cả chủ đề trọng tâm, đặc biệt là biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang các hệ thống sử dụng năng lượng carbon thấp. Bà nói, các nhà lãnh đạo phương Tây cũng lên tiếng bảo vệ tuyên bố chung nói trên, trong đó Thủ tướng Anh Rishi Sunak ca ngợi tài liệu này là một kết quả tốt và mạnh mẽ. Đây là điều tốt và là một thành công sau một thời gian dài không chắc chắn là chúng ta có thể tiến xa đến mức này, Thủ tướng Đức nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh G20. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan gọi tuyên bố của G20 là một cột mốc quan trọng và nói rằng đó là một cuộc bỏ phiếu tin tưởng rằng G20 có thể cùng nhau giải quyết một loạt vấn đề cấp bách. Một quan chức cấp cao của EU cho biết, chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào khi cùng nhau đưa ra tuyên bố chung. Nó không thay đổi quan điểm của chúng tôi. G20 được thành lập cách đây gần một phần tư thế kỷ nhằm đưa các nền kinh tế đang phát triển tham gia vào cuộc thảo luận quốc tế tại về tăng trưởng toàn cầu, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đang cố gắng giải quyết những quan điểm khác nhau về cuộc chiến tại Ukraine bằng cách hướng tới một tiếng nói chung. Các nhà phân tích cho rằng
Với sự chia rẽ sâu sắc về vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo phương Tây đã chọn không lên án Nga một cách công khai hơn để cứu vãn G20. Tuyên bố G20 năm nay có ngôn ngữ dịu đi đáng kể so với tuyên bố năm 2022 tại Indonesia khi đề cập xung đột Nga-Ukraine. Quyết định chiến lược này được cho là để đảm bảo sự đồng thuận và liên kết của G20. Có những dấu hỏi xung quanh tương lai của G20, nhưng tôi nghĩ sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ấn Độ đã bảo vệ G20, một quan chức cấp cao của EU nhận định, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói với báo giới, hội nghị thượng đỉnh năm nay cho thấy G20 vẫn có thể đưa ra các giải pháp cho những vấn đề cấp bách nhất. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.